Ngày 16 tháng 6, tại thôn Klu, xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Hồ Văn Hỏa, 21 tuổi, trú tại thôn Klu, xã Đắk Rông. Theo đó, vào cuối tháng 10 năm 2020, khi đang đi trên đường quốc lộ 9, Hỏa phát hiện một bao trong đó có chứa 4 gói dạng hình hộp chữ nhật, bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng. Sau đó, Hỏa lấy một viên nhờ người bạn địa phương xem giúp và người này nói đây là ma túy, có thể bán với giá 50.000 đồng một viên. Hỏa mang 4 gói trên để vào một cái lu rồi chôn ở khu vực đồi phía sau nhà nhằm mục đích bán kiếm lời. Trong thời gian cất giấu, Hỏa nhiều lần bán ma túy cho người để thu lợi khoảng 6 triệu đồng. Đến ngày 23 tháng 1 năm 2021, khi Hỏa trên đường đi giao 50 viên ma túy giao cho khách với giá 2,5 triệu đồng, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ thêm trong túi áo khoác của Hỏa 3 viên ma túy dạng nén. Quá trình làm việc, Hỏa tự nguyện giao nộp toàn bộ số ma túy còn lại. Kết quả giám định cho thấy các viên nén thu giữ trong người Hỏa cùng nơi Hỏa cất giấu ma túy với tổng trọng lượng là hơn 2,246 kg. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hỏa tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.